Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Vừa trải qua đợt lũ lớn lịch sử kéo dài từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, miền Trung giờ đây lại tiếp tục hứng chịu sức mạnh khủng khiếp của cơn bão số 5, là một trong những tâm điểm của cơn cuồng phong đêm qua. Có thể ở nhiều nơi thời tiết vẫn rất đẹp, nhưng với người dân Đà Nẵng, đây là một đêm vô cùng khủng khiếp. Nhiều hình ảnh được ghi lại khiến người xem không khỏi xót lòng. Mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng kéo dài nhiều giờ đồng hồ từ chiều ngày hôm qua đã khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, nhiều phương tiện tắc cứng, người dân bị bõm lội trong biển nước. Ghi nhận của phóng viên, từ 19h30 phút tối ngày hôm qua, tại nhiều khu dân cư ven các kênh, người dân khốn đốn chạy lũ. Nước lớn đã đổ về cuồn cuộn nhưng không kịp tiêu thoát, đã khiến các khu dân cư trên phường như Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, quận Liên Chiểu ngập sâu trên 1 mét. Nhiều tuyến đường hẻm nước dâng ngang tới cổ, khiến nhà cửa đồ đạc của người dân hết chỗ kê dọn. Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, một người ở trọ tại hẻm nối đường Mẹ Suốt với khu dân cư tổ 29 phường Hòa Khánh Nam cho biết, nước lên quá nhanh khiến ông không kịp kê dọn đồ đạc. Ông nghĩ nước chỉ ngập vài găng tay từ nền nhà rồi rút. Nhưng không ngờ nước lên rất nhanh khiến máy tính, tủ lạnh, chăn màn nhà ông đều ướt sạch. Rất nhiều sinh viên, người lao động đến ở trọ tại các khu dân cư trũng thấp ở phường Hòa Khánh Nam đã trở tay không kịp vì nước lên quá nhanh. Mưa lớn dồn dập cũng đã khiến nhiều đường phố biến thành sông, nước ngập lênh láng. Đợt mưa này, nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng ngập sâu, thậm chí người dân cho biết nước ngập diện rộng còn hơn cả trận mưa lịch sử tháng 10 năm 2018. Trên khắp các tuyến phố lớn, tình trạng ngập lụt diễn ra phổ biến. Ở những nơi ngập nhẹ thì nước lên đến nửa bánh xe, còn những nơi ngập nặng thì nước ngập đến cả mét. Những tuyến đường ngập nặng có thể kể đến ở thành phố Đà Nẵng như là Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Lê Đình Lý và các khu vực lân cận. Trong khi những tuyến đường được cho là cao giáo cũng có những đoạn ngập sâu như Ngô Quyền, Lê Văn Hiến. Do mưa lớn nên lúc 20 giờ tối ngày hôm qua, nhiều nơi trong thành phố Đà Nẵng đã bị cúp điện. Có thể nói trận mưa rất lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Từ chiều ngày hôm qua đã khiến rất nhiều tuyến phố, khu dân cư của thành phố Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước. Trước tình hình đó, Điện lực Đà Nẵng bắt buộc phải phát đi thông báo tạm ngừng cấp điện cho các khu vực ngập lụt để đảm bảo an toàn điện. Điện lực Đà Nẵng thông báo như sau: hiện nay ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa trong ngày hôm nay đã làm ngập sâu một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo an toàn điện trong nhân dân. Công ty Điện lực Đà Nẵng đã ngừng 1.920 trạm biến áp, tương đương với 152.000 khách hàng mất điện. Tính đến 21 giờ 30 phút ngày hôm qua, công ty Điện lực Đà Nẵng đã ngừng cấp điện tại các khu vực sau: phần lớn quận Sơn Trà, dọc ven biển đường Trường Sa, một phần quận Hải Châu gồm các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Phan Đăng Lưu, dọc trục Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Cừ, một phần khu công nghiệp Hòa Khánh, khu đô thị Phước Lý, Nguyễn Nhàn, một số khu vực quận Thanh Khê như Nguyễn Văn Huề, khu vực Yên Khê, Hai Dệt May, 29 tháng 3 và các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Nhơn và huyện Hòa Vang. Từ tối ngày hôm qua, các đơn vị trực thuộc Điện lực Đà Nẵng sẽ tăng cường lực lượng ứng trực tại các khu vực ngập lụt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cấp điện. Ngay sau khi nước rút, công ty sẽ triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, khôi phục cấp điện trở lại để kịp thời cho người dân. Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị cô lập. Lực lượng cứu hộ đêm qua tại Đà Nẵng cũng đã vô cùng vất vả. Khuya ngày hôm qua, các lực lượng cứu hộ tại Đà Nẵng vẫn đang túc trực xuyên đêm, huy động toàn bộ cán bộ, lực lượng, chiến sĩ để ứng cứu người dân tại các khu vực bị ngập. Theo ghi nhận, lực lượng cứu hộ tập trung tại các khu vực quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà và một số khu vực thuộc quận Thanh Khê để ứng cứu cho người dân. Công an phường Hòa Khê, đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận Thanh Khê và dân quân phường đã giải cứu được 4 người dân mắc kẹt do nước lên. Tại quận Liên Chiểu, nhiều khu vực trũng thấp tạo ra dòng chảy xiết, cuốn trôi người và phương tiện. Lực lượng cứu hộ phải giằng dây để đưa dòng người qua nước cuốn. Theo đó, một chuyến bay được cất cánh từ Tân Sơn Nhất đã phải quay trở lại nơi khởi hành do không thể hạ cánh xuống Đà Nẵng. Tối ngày hôm qua, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng đã quay trở lại đúng điểm khởi hành sau khoảng 1 giờ bay vòng trên bầu trời miền Trung. Anh HTK, một hành khách chuyến bay này cho biết, chuyến bay có khoảng 160 hành khách khởi hành từ Tân Sơn Nhất lúc 17 giờ 20 phút. Tuy nhiên, khi máy bay đến vùng trời khu vực Quảng Nam, máy bay rung lắc mạnh.
tổ bay thông báo thời tiết xấu và đề nghị quý hành khách thắt dây an toàn trong 1 giờ. Máy bay đã lượn khoảng 10 vòng trên trời trước khi cơ trưởng quyết định cho máy bay quay đầu. Đến 20 giờ 20 phút, máy bay đã hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Hành khách đã được đưa trở lại nhà ga và đã được hãng hàng không thực hiện thủ tục hoàn vé. Trước đó, Vietnam Airlines đã hủy 3 chuyến bay chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Huế và 2 chuyến bay chặng Hà Nội - Huế để tránh ảnh hưởng của cơn bão số 5. Tuy nhiên, hãng hàng không thông báo về việc hủy các chuyến bay Đà Nẵng. Tối ngày hôm qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hoàn lưu sau bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ đêm ngày hôm qua và ngày hôm nay là cao điểm mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Trước tình hình mưa to, gió lớn, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các địa phương di dời hơn 37.000 người dân ở các nơi dễ sạt lở, ngập lụt đến các nơi an toàn trước cơn bão Sơn Ca số 5. Ngay từ chiều ngày hôm qua, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến chiều cùng ngày, mực nước trên sông Hương và sông Bồ đều trên mức báo động 2. Dự báo đến tối nay, nước trên hai sông này sẽ đạt vào vượt mức báo động 3. Do trong 24 giờ qua có mưa to đến rất to, nên các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn đều phải tăng cường hoạt động xả nước cắt lũ. Cụ thể, thủy điện Hương Điền xả về hạ du với lưu lượng 1.100 m khối trên giây. Thủy điện Bình Điền xả 822 m khối trên giây, hồ thủy lợi Tả Trạch xả về hạ du 644 m khối trên giây. Do mưa lớn cộng thêm các thủy điện xả lũ nên nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện ngập lụt tại các nơi thấp trũng. Tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, người dân cho biết nước bắt đầu lên nhanh vào sáng ngày hôm qua. Đến chiều cùng ngày, con đường liên thôn ở đây đã bị ngập trong nước với độ sâu khoảng 40 cm. Do ảnh hưởng của bão số 5, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày hôm nay, đồng thời chỉ đạo các địa phương phải hoàn thành di dời hơn 37.000 dân ở những nơi dễ bị sạt lở đất, ngập lụt cho đến nơi an toàn trước 19 giờ ngày hôm qua. Theo ông Định Phùng Bảo, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo sẽ có mưa rất lớn ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ nay đến hết ngày Chủ nhật. Cụ thể, khu vực Quảng Trị và Quảng Ngãi có thể đón lượng mưa từ 200 đến 350mm, có nơi trên 450mm. Riêng các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 450mm, có nơi trên 600mm. Ông Bảo cảnh báo, do mưa lớn xảy ra trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, nên cần đề phòng xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và lũ ngập lụt trên các sông trong khu vực. So với đợt bão số 4 và đợt mưa kéo dài vừa qua, thì lượng mưa trong mấy ngày tới rất lớn. Mưa to cộng với việc đất đang no nước nên không thể loại trừ khả năng sẽ gây ngập diện rộng, ông Bảo cảnh báo. Mưa xối xả, ngập lụt khắp nơi, người dân cầu cứu. Đến 21 giờ ngày hôm qua, tình hình mưa tại thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mưa xối xả, ngập lụt khắp nơi, nhiều người dân cầu cứu xin giúp đỡ. Mưa lớn kéo dài khiến các tuyến đường ở Đà Nẵng bị ngập lụt cục bộ, nhiều khu vực nước tràn vào nhà, người dân hối hả kê đổ chạy lụt. Mưa như chút nước liên tiếp trong nhiều giờ đã khiến hầu như toàn thành phố Đà Nẵng ngập sâu. Từ chiều tối hôm nay, đa phần các tuyến đường ở Đà Nẵng đều xảy ra ngập lụt cục bộ vì mưa lớn kéo dài. Người dân chật vật vượt dòng nước để về nhà, đường phố thành sông, nước tràn vào nhà, bệnh viện ở Đà Nẵng. Mực nước ở khu vực đường chính cũng cao hơn 1 mét, xe cộ di chuyển rất khó khăn. Nhiều gia đình lo sợ nguy cơ chập cháy điện đã chủ động cắt cầu giao để đảm bảo an toàn. Nhiều khu dân cư thấp trũng ngập tới ngang cổ, người dân nháo nhào kê dọn đồ đạc lên cao. Nước ngập linh láng khu vực tầng hầm khiến nhiều hộ thuê phòng lo lắng, rời xe lên vỉa hè. Nước tràn vào bệnh viện Đà Nẵng, nước ngập sâu, nhiều hộ dân kêu cứu lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác ứng cứu. Các khu vực nhà dân bị ngập sâu chủ yếu ở các khu vực Hòa Khánh, Liên Chiểu. Hiện nay, do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn trong ngày hôm qua đã làm ngập sâu một số khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhằm đảm bảo an toàn điện cho nhân dân, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã sa thải 1.920 trạm biến áp, tương ứng 152.000 khách hàng mất điện. Tối qua, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn người dân những nơi bị ngập sâu. Theo ghi nhận, đến khoảng 9 giờ ngày hôm qua, do ảnh hưởng của bão số 5, mưa vẫn xối xả khiến nhiều người dân tại thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể về nhà do ngập lụt tại các tuyến đường, gây khó khăn trong việc di chuyển. Tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, các phương tiện vẫn còn ì ạch di chuyển trên đường. Nhiều người dân đành phải dắt xe máy đi bộ vì phương tiện đã hư hỏng.
tại đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, mặc dù đây là tuyến đường biển nhưng vẫn gặp tình trạng ngập lụt sâu gây khó khăn cho người dân. Tại đường Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, nước ngập sâu đến gần 1 mét. Ảnh người dân cung cấp. Tại đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, nhiều người dân đành phải bỏ xe máy dưới lòng đường vì hầm chung cư đã ngập sâu. Tuy nhiên, phương án này vẫn chưa khả quan vì đường phố cũng đã bắt đầu có tình trạng ứ nước ngập lụt. Tại đường Nguyễn Văn Linh, người dân tham gia giao thông cũng đang trong tình trạng tương tự. Một người dân tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ hình ảnh từ camera nước đã ngập sâu vào nhà. Một xuất hình khác cũng trong tình trạng tương tự, nội thất gỗ trôi nổi trong biển nước, còn xe ô tô chìm nghỉm. Tại một số nhà trọ của sinh viên trên đường Lê Thanh Nghị, nước đã ngập sâu, nhấn chìm nhiều xe máy. Hiện trên các trang mạng xã hội, người dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ nhiều thông tin cầu cứu vì nước dâng quá bất ngờ, không kịp di tản. Hiện lực lượng công an thành phố đang ra sức cứu người mắc kẹt giữa cơn lũ. Do mưa lớn, đường ngập sâu, lực lượng cứu hộ tại quận Liên Chiểu rất khó khăn để tiếp cận người bị nạn. Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục sự cố sau bão số 5. Thưa quý vị, đêm và rạng sáng ngày hôm nay, bão số 5 Conson suy yếu thành cơn áp thấp đã gây mưa lớn, khiến hệ thống điện tại Quảng Ngãi bị sự cố. Quảng Ngãi hiện đang khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho người dân. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 36 xã phường, 831 trạm biến áp bị mất điện, trong đó tập trung ở Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi. Nhiều khu vực mưa lớn, gió mạnh, ngập lụt, nước dâng cao gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận hiện trường khôi phục lưới điện tại Quảng Ngãi. Ngày sau bão, mặc dù còn mưa lớn nhưng Quảng Ngãi đã nhanh chóng cử lực lượng từng bước khôi phục phụ tải. Lãnh đạo Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường, nắm bắt tình hình, chỉ đạo động viên lực lượng khi bảo đảm điều kiện an toàn thì khôi phục cấp điện cho khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, với sự nỗ lực không ngại khó, trách nhiệm và quyết tâm cao, công ty điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục cấp điện cho 100% số xã, phường bị sự cố do bão trên địa bàn tỉnh. Chỉ còn một số trường hợp ở huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh đang bị ngập sâu, phải chờ nước rút mới có thể khắc phục sự cố đảm bảo an toàn. Vừa hứng chịu một đợt ngập lụt, nay tỉnh Quảng Nam lại đối diện với đợt mưa lớn, khả năng lũ trên các sông lên mức báo động 3. Sáng ngày 14 tháng 10, ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành công điện về việc tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. Theo công điện, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ nay đến ngày 16 tháng 10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phía Bắc của tỉnh phổ biến từ 200-300mm, phía Nam của tỉnh phổ biến từ 300-450mm, có nơi trên 600mm. Dự báo các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức trên báo động 2 đến trên báo động 3. Đáng lo ngại, từ cuối tháng 9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra mưa lớn, độ ẩm đất đã đạt trạng thái gần bão hòa. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối, vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối và ngập úng tại vùng trũng. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.